Xin chào các bạn đến với kênh của Tú Chân Official. Hôm nay em sẽ giới thiệu với chị một cái miếu mạch nước, còn gọi là chùa giếng nha, nằm tọa lạc tại Hóc Môn. Đây là một ngôi chùa lâu đời, có một mạch nước. Đây là giếng nước nha mấy chị, được mọi người dân lại xin nước rửa mặt để cầu bình an, cầu bình an làm ăn. Nước rất là trong suốt nha. Và đây là mình đây. Đây là chánh điện của chùa nha.
Em cảm ơn mấy chị coi đến hết video. Các anh chị thấy video này hay thì cho em xin một cái follow nha. Rồi em hẹn lại mấy chị một cái video sau ạ.